Này vì ngăn các kiến không nên vọng phân biệt, tìm lỗi vi pháp lại khiến tâm không định, đều do hai thủ khởi không hai tức chân như. Nếu vô minh ái nghiệp mà sinh ra các thức, tà niệm lại có nhân, ấy tức lỗi vô cùng. Không trí nói các pháp có bốn thứ hoại diệt, vọng khởi hai phân biệt, pháp thật liền hữu vô, xa liền bốn cũ lại liền nơi nhị kiến. Hai thứ phân biệt khởi biết rõ không sinh lại, trong bất sinh biết sinh, trong sinh biết bất sinh. Vì pháp kia đồng đẳng không nên khởi phân biệt. Nguyện Phật vì con nói lý ngăn ngừa hai kiến, khiến con cùng các chúng thường không ra hữu vô, không lẫn ngoại đạo luận, lại xa liền nhị thừa. Chỗ mà Phật đã chứng, chỗ con Phật không lùi, giải thoát nhân phi nhân cùng một tướng vô sinh. Vì mê chấp dị danh, kẻ trí nên thường lìa pháp do phân biệt sinh, như mau luân huyễn ảo ngoại đạo vọng phân biệt. Thế do tự tính sinh, vô sinh cùng chân như, tính không và chân tế, các thứ ấy đồng nghĩa. Không nên chấp đã không, như lông có nhiều tên, tên đế thích cũng thế, các pháp cũng như vậy. Không nên chấp là không, xác và không không khác, vô sinh tính như thế, không nên chấp khác, thành ra lỗi kiến chấp, vì phân biệt tổng biệt. Cùng với biến phân biệt, chấp trước các tự tướng, giải ngắn cùng vuông tròn. Tổng phân biệt là tâm, biến phân biệt là ý, biệt phân biệt là thức. Đều lìa tướng năng sở, trong pháp ta khởi kiến, cùng vô sinh ngoại đạo, đều là vọng phân biệt, lỗi lầm đều không khác. Nếu có người rõ được pháp vô sinh ta nói, cùng cái vô sinh là người ấy hiểu pháp ta. Vì muốn phá các kiến vô sinh vô trú xứ, khiến biết ai nghĩa ấy nên ta nói vô sinh. Phật nói pháp vô sinh dù là hữu hay vô, tức đồng với ngoại đạo luận vô nhân bất sinh. Ta nói là xuất tâm xa liền nơi hữu vô, dù sinh hay bất sinh kiến ấy đều hết liền. Vô nhân nói không sinh, sinh tức chấp tác giả, tác tức lẫn các kiến, vô tức tự nhiên sinh. Phật nói các phương tiện, chính kiến cùng đại nguyện, hết thảy pháp nếu không thì sao chẳng đạo tràng. Lìa năng thủ sở thủ, không sinh cũng không diệt, chỗ thấy pháp phi pháp đều do tự tâm khởi. Thuyết do Mâu Ni nói trước sau tự mâu thuẫn, vì sao nói các pháp lại nói là không sinh. Chúng sinh không thể biết nguyện Phật vì con nói được lìa lỗi ngoại đạo. Cùng cái điên đảo tu nguyện bậc thắng quyết, nói chỗ sinh và diệt đều lìa nơi hữu vô, mà không phải nhân quả thế gian xa nhị biên, bị các kiến mê hoặc nguyện sinh đứng bất sanh. Nói thứ lớn các địa thủ sinh cùng bất sinh, không rõ nhân tịch diệt đạo tràng không chỗ được. Ta cũng không nói gì, pháp sát na đều không, không sinh, không tự tính, các Phật đã giảng hai, có hai tâm thành lỗi, bị các kiến che lấp, phân biệt không phải Phật, tưởng tượng ra sinh diệt, nguyện vì chúng con nói, tích tập các lý luận, do hòa hiệp và sinh, tùy chủng loại hiện ra, giác cảnh đều đầy đủ. Thấy ngoại sắc rồi, bèn khỏi ra phân biệt, nếu hiểu được chỗ ấy, tức thấy nghĩa chân thật, đều lìa nơi đại chủng, các Phật đều không thành, đại chủng đã duy tâm, nên biết không gì sinh, tất thuận chủng tính thánh, chớ phân biệt, phân biệt, không phân biệt là trí, phân biệt nơi phân biệt là hai không niết bàn. Nếu lập tôn vô sinh, tất hoại cái huyễn pháp, nếu không nhân khởi, tổn giảm tự tôn mình, ví như bóng trong gương, tuy lìa tính một khác, chỗ thấy không phải không, tướng sinh cũng như vậy, như cản thành vạch huyễn, tức đối nhân chuyên có, các pháp cũng như vậy, tuy sinh mà không sinh, phân biệt nơi nhân pháp. Mà khởi hai thứ ngã, đây chỉ thế tục nói, kẻ ngu không biết rõ, do nguyện và tập khí, tự lực và tối thắng, thứ năm pháp thanh văn, mà có các la hán, thời gian và ngoại diệt, thắng giải cùng đổi rời, bốn thứ vô thường ấy, ngu phân biệt, không phải trí. Kẻ ngu đã nhị biên, vi trần tự tính tác, vì chấp tôn hữu vô, không biết nhân giải thoát, đại chủng trái nghịch nhau, đâu hay khởi sắc tướng, chỉ là đại chủng không có sắc sở tạo. Lửa thiêu hoại sắc tướng, nước đắm chìm mọi vật, gió thổi phong mọi sự, cảm giao sinh các sắc, sắc uẩn và thức uẩn chỉ có hai không năm, ngoài ra chỉ tên khác, ta nói là kiểu quán, tâm tâm sở sai biệt mà khởi ra hiện pháp,
phân tích các sắc tướng, chỉ tâm Phật đạo, sanh chóng đối đãi nhau, tác sở tác cũng thế, sở sinh và tính không, lạnh nóng cũng sở tướng, cùng hết thảy hữu vô, tưởng tượng không có thật, tâm ý và sáu thức, cùng tương ưng lẫn nhau, đều nương tạm thức sinh, không một cũng không khác, số tháng và lục hình, những kẻ chết tự tại. Đều xa vào hữu vô, xa lìa nghĩa tịch diệt. Đại chủng sinh hình tướng, không sinh ra đại chủng. Ngoại đạo nói đại chủng, sinh đại chủng và sắc. Ngoài các pháp vô sinh, ngoại đạo chắc tác giả. Theo nơi tôn hữu vô, kẻ ngu không biết rõ. Tướng thanh tịnh chân thật, cùng ở với đại trí. Chỉ cùng tâm tương, không hòa hiệp với ý. Nếu nghiệp đều sinh sắc, tất trái nhân các quần. Chúng sinh được đến chất, vô hữu chúng vô sắc. Nói sắc mà không có thì chúng sinh cũng không, luận vô sắc là đoạn, các thức cũng không sinh. Thức nương bốn chỗ trú, nói vô sắc sao được, nội ngoại đã không, nên thức cũng không khởi. Nếu thức chúng sinh là không, tự nhiên được giải thoát, ấy là lạc ngoại đạo, kẻ mọi kế không biết, hoặc có kẻ chấp trước, các uẩn có trung gian, như sinh cõi vô sắc làm gì có, sắc ở trong vô sắc, tức không thể thấy được, vô sắc tức trái tôn, không xe người đi xe, thừa thừa giả. Thức do tập khí sinh, cùng các căn hòa hiệp, tám thức trong sát na, đều không thể nắm giữ. Nếu các sắc không khởi, các căn không phải căn, cho nên thế tôi nói căn sắc sát nhị ca. Vì sao không rõ sắc mà có thức sinh được? Vì sao thức không sinh mà có thọ sinh tử? Các căn cùng căn cảnh, thánh giả hiểu nghĩa ấy, kẻ ngu si vô trí, vọng chấp thủ danh kia, không nên chấp đệ lục, có thủ cùng không thủ, vì lìa các lỗi lầm, bậc thánh không định thuyết, các ngoại đạo vô trí, sợ hãi nơi đoạn thường, chấp hiếu vi vô, cùng ngã không sai khác, hoặc chấp ngã là tâm, hoặc là khác với ý, tính một có thể giữ, tính khác cũng như thế, nếu thủ đã quyết định, đặt tên tâm tâm sở, chấp thủ ấy vì sao không giải quyết tính một, có thủ cùng tác nghiệp, chứng đắc nên thọ sinh, như do lửa mà thành, ý nghĩa giống không giống, như khi lửa thiêu đốt, củi vật đều cùng cháy, vọng chấp ngã cũng thế, vì sao không sở thủ, dù sinh hay không sinh, tâm tính thường thanh tịnh, chỗ lập ngã ngoại đạo, sao không lấy ví dụ dừng mê hoặc của thức, vì vọng xa chân pháp, vì ưa thích ngã luận, mà tìm cầu bị thử, chỗ của trí nội chứng, tướng chân ngã thanh tịnh, đấy tức như lai tạo. Ngoại đạo không biết được, phân tích các uẩn ra, năng thủ và sở thủ, nếu biết được tướng ấy, tức sinh trí chân thật. Các kẻ ngoại đạo kia trong vòng thức tạo, ở trong vòng thức tạo, chấp mạt na là ngã, không phải chỗ Phật nói. Nếu rõ được chỗ này, giải thoát thấy chân đế, khiến tu các phiền não, đoạn trừ liền thanh tịnh, bản tính thanh tịnh tâm, chỗ chúng sinh cầu được, như lai tạo cố cấu, xa lìa biên vô biên, bổn thước ở trong ẩn, như vàng bạc trong quặng, cạn lọc thành tươi sạch, vàng bạc đều hiện rõ, Phật không phải là người quẩn, chỉ là trí vô lậu. Biết rõ tướng tịch tịch là chỗ về của ta, bản tính thanh tịnh tâm, tùy phiền não ý thầy, cùng với ngã tương ưng, nguyện Phật vì con nói. Tự tính thanh tịnh tâm, ý thầy là cái gì? Nghiệp tích tụ của nó tạp nhiễm nên thành hai. Ý thầy, ngã phiền não, làm nhiễm ô tịnh tâm, ví như nước trong kia mà có các cấu bẩn, như áo được lìa dơ, cũng như vạt lìa quặng, áo vào đều không hoại, tâm lìa lỗi cũng thế. Kẻ vô trí tìm cầu, ống tiêu cùng lá trống, để tìm các tiếng hay, ngã trong quần cũng thế, như phụ nữ mang thai, tuy có không thể thấy, ngã chân thật trong quần, vô trí không thấy được, như tinh túy trong thuốc, lại như lược trong cây. Ngã chân thật trong uẩn, vô trí không thấy được, không tính trong các pháp, cùng với tính vô thường. Ngã chân thật trong uẩn, vô trí không thấy được. Các địa tự tại thông, quyền đành thắng tam muội. Nếu không có chân ngã, những thứ ấy không. Có người phá hoại nói, nếu có chỉ ngã ra, bậc trí nên đáp rằng phân biệt ấy là ngã. Kẻ nói không chân ngã, bám pháp chân hữu vô, tỳ kheo nên yên ma, trục xuất chớ giao thiệp.
Thuyết chân ngã bừng thạnh như lửa tiếp tận nổi, theo rừng tầm vô ngã, điểm các lỗi ngoại đạo như tô lạc thạch mật.